Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn bộ đếm và định thời CX6M1B4 của thương hiệu Autonic. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc mã sản phẩm. CX ý nghĩa ở đây là bộ đếm và định thời màn hình LCD. Số 6 là bộ đếm và định thời này có hiển thị 6 chữ số. M là thể hiện kích thước sản phẩm với chiều cao và chiều rộng là 72mm, chiều dài là 64,5mm. 1B là có thể cài đặt trước một thông số đầu ra. Số 4 ý nghĩa là nguồn cấp của bộ điều khiển này là từ 100 đến 240 VAC, 50 đến 60Hz. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu bảng hiển thị và điều khiển của bộ đếm này. Vị trí số 1 là hiển thị giá trị đếm khi ở chế độ run và hiển thị thông số khi ở chế độ cài đặt chức năng. Ở vị trí số 2 là hiển thị giá trị cài đặt khi ở chế độ run và cũng hiển thị giá trị thông số khi ở chế độ cài đặt chức năng. HMS là báo đơn vị thời gian, H là giờ, M là phút, S là giây. Hình khóa là báo khóa phím. RST là báo đầu vào reset. AO1, AO2 là đèn báo đầu ra sẽ sáng khi ngõ ra bật. Set 1, Set 2 là báo đang kiểm tra và thay đổi giá trị SV. Counter là đèn báo bộ đếm này đang ở chế độ đếm. Đèn báo timer nhấp nháy khi thời gian đang diễn ra hoặc bật thời gian dừng để hoạt động hẹn giờ. Về các phím, đầu tiên là phím reset, nhấn reset để cài đặt giá trị đếm và tắt đầu ra. Phím mode, giữ phím mode trên 3 giây để vào chế độ cài đặt chức năng. Khi ở chế độ cài đặt chức năng, nhấn phím mode để lưu giá trị và chuyển sang cài đặt tiếp theo. Giữ phím mode để trở về chế độ run. Phím sang trái, ở chế độ run, nhấn phím để thay đổi giá trị và di chuyển các chữ số. Khi ở chế độ cài đặt thì nhấn phím để thay đổi chữ số. Phím lên trên để thay đổi giá trị, để tăng giá trị. Tiếp theo là sơ đồ chân của bộ đếm này. Bộ đếm này có một ngõ ra là chân số 1, số 2 và số 3. Chân 1 và chân 2 là ngõ ra thường hở, chân 2 và chân 3 là ngõ ra thường đóng. Chân 8 và chân 9 là chân cấp nguồn của bộ điều khiển với nguồn vào là 100 đến 240 VAC, 50 đến 60Hz. Chân số 10 là ngõ vào tín hiệu in A. Chân 11 là ngõ vào tín hiệu in B. Chân 12 là chân ngõ ra 12V DC 100mA. Chân 13 là chân 0V VDC. Chân 18 là chân ngõ ra SSR với điện áp là 30V DC. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người đấu nối để test thử. Mình sẽ sử dụng một cảm biến từ với mã sản phẩm là BR18 8DB của Autonic. Hình tròn với 3 chân ra. Đây là loại cảm biến PNP. Chân màu nâu là chân 12V. Chân màu xanh là chân 0V. Chân màu đen là chân tín hiệu. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một đèn báo màu xanh làm ngõ ra. Mình sẽ đấu nối như hình phía trên. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho hệ thống. Đầu tiên là phím mode trong vòng 3 giây để vào thông số cài đặt. Thông số cài đặt đầu tiên là CT, là chọn chế độ đếm counter hoặc chế độ định thời gian timer. Ở đây mình chọn chế độ counter trước. Nhấn phím mode để xác nhận và chuyển sang hàm khác. Tiếp theo là hàm in M, là chọn chế độ ngõ vào. Có rất nhiều chế độ ngõ vào tùy thuộc vào yêu cầu của bạn mà chúng ta có thể lựa chọn ngõ vào phù hợp. Ở đây có ngõ vào đếm lên và đếm xuống, hoặc là đếm lên và cả đếm xuống. Để biết rõ về các chế độ, bạn nên xem chi tiết ở trong hướng dẫn sử dụng. Ví dụ, ở đây mình chọn chế độ up là đếm lên. Khi in A đếm, in B sẽ không hoạt động, và in B đếm, in A sẽ không hoạt động. Nhấn phím mode để xác nhận và sang hàm tiếp theo. Tiếp theo là hàm AM, là chế độ ngõ ra. Ở đây có rất nhiều chế độ. Ví dụ như F là đếm đến khi reset được cấp và ngõ ra được duy trì.
hay như chế độ C là đếm đến khi giá trị SV thì giá trị sẽ được reset. Tiếp theo là hàm CBS là tốc độ đếm của ngõ vào. Nếu tốc độ chậm thì để hệ số thấp, nếu tốc độ cao mình có thể tăng lên. Ở đây mình để mặc định là 30. DB là hàm dấu chấm thập phân, ở đây mình chọn mặc định. Tiếp theo là SIG là ngõ vào logic. Mình sẽ dùng cảm biến BNP nên chọn là BNP nha. Các thông số khác mình sẽ để mặc định. Tiếp theo mình sẽ đến hàm DATA là hàm duy trì bộ nhớ. CLR là clear, giá trị đếm sẽ về không khi bị tắt nguồn. REC là sẽ lưu lại giá trị khi mất điện, ở đây mình chọn REC. Tiếp theo là hàm lock là hàm khóa phím. Mình chọn lock off là không khóa phím. Nhấn phím mode để về màn hình chính. Để cài đặt giá trị SV, nhấn nút sang trái. Ở đây mình cài đặt giá trị bằng 10. Nhấn phím mode nhận. Mình sẽ đưa thử tua vít vào cảm biến để test thử. Giá trị đếm đã lên. Khi giá trị đếm đến 10 thì ngõ ra sẽ được bật. Ở chế độ này, giá trị sẽ đếm đến khi nhấn nút reset. Tiếp theo mình sẽ thử thay đổi chế độ ngõ ra. Nhấn phím mode 3 giây tìm đến hàm out M. Chọn chế độ C là đếm đến khi giá trị cài đặt thì sẽ reset về 0 và đếm tiếp. Nhấn phím mode nhận. Hàm out.t là hàm cài đặt giá trị thời gian out của ngõ ra. Ở đây mình cài đặt là 5 giây. Nhấn phím mode để về màn hình chính. Mình sẽ đếm lên thử đến 10. Khi đếm đến 10, giá trị sẽ reset về 0 và ngõ ra sẽ sáng 5 giây. Tiếp theo mình sẽ đấu nối thêm một cảm biến vào chân in B cho bộ đếm để test thử ngõ vào đếm lên và đếm xuống. Vào cài đặt tìm đến hàm in.m. Chọn chế độ up down B. Chế độ up down B là khi INA sẽ đếm lên và INB sẽ đếm xuống và đồng thời có tín hiệu thì số lượng sẽ được giữ nguyên. Bây giờ mình sẽ test thử. Khi đưa tua vít lại gần cảm biến số 1 sẽ được đếm lên. Khi đưa tua vít vào cảm biến số 2 thì sẽ đếm xuống. Tiếp theo mình sẽ cài đặt chế độ thời gian timer. Vào cài đặt thông số chọn sang chế độ time. UD là chọn chế độ ngõ vào. Chế độ time chỉ có up hoặc down. Ở đây mình chọn up. Tiếp theo là hàm out.m chế độ ngõ ra. Mình chọn OND là nếu tín hiệu on sẽ bắt đầu đếm, khi tín hiệu off sẽ reset luôn. Tiếp theo là hàm T RNG là hàm cài đặt thời gian là giờ, phút hoặc giây. Mình sẽ để mặc định là giây. Out.t là thời gian ngõ ra, để mặc định là hôn, rữ. Các thông số còn lại mình sẽ giữ nguyên. Nhấn giữ phím mode để thoát ra. Để cài đặt giá trị SV, ta sẽ nhấn nút sang trái để cài đặt và chọn vị trí trỏ. Lên hoặc xuống để thay đổi giá trị. Nhấn phím mode để set. Mình sẽ test thử. Khi ta cho tua vít vào thì giá trị sẽ đếm lên, nhưng khi bỏ tua vít ra giá trị sẽ về không. Phần trình bày của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.